Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp công dân đối với hai trường hợp liên quan đến khiếu nại về việc thu hồi đất đền bù, bố trí đất tái định cư. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị chức năng. Tiếp bà Nguyễn Thị Xuyến, trú tại phường Hòa Hải, quận Hòa Sơn, thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng cho biết hộ bà Lê Thị Thời có 4 thửa đất được quy chủ xác lập 4 hồ sơ đền bù giải tỏa. Trên cơ sở đó, năm 2008, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hà Sơn đã ban hành 4 quyết định thu hồi đất để làm dự án. Năm 2016, bà Thời chết, bà Xuyến, con dâu bà Thời được ủy quyền hồ sơ 383. Với hồ sơ 383, dù không phải là đất ở nhưng vẫn giải quyết bố trí một lô đất hộ phụ đường 5m5 và được kết hợp với hồ sơ 960 để bố trí thêm một lô phụ nữa. Riêng 3 hồ sơ còn lại, bà Xuyến đều không cung cấp được văn bản thừa kế, ủy quyền nên không thể giải quyết. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Xuyến cho rằng bà đã được ủy quyền thừa kế toàn bộ 4 hồ sơ nên đề nghị lãnh đạo thành phố xem xét việc đền bù bố trí đất tái định cư đối với hộ gia đình bà. Bà cũng cho rằng hồ sơ 383 không phải là đất màu mà là đất ở theo diện 299. Sau khi lắng nghe đối thoại với công dân, ra soát hồ sơ và trên cơ sở ý kiến của cơ quan tham mưu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kết luận, đối với hồ sơ 383, nếu công dân không đồng ý kết quả giải quyết của cơ quan chức năng thành phố thì có thể làm đơn khiếu kiện ra tòa hoặc khiếu nại lên cấp cao hơn. Riêng 3 hồ sơ còn lại, theo quy định của pháp luật, bà Xuyến không được ủy quyền nên không có quyền gì liên quan đến 3 hồ sơ này. Đối với trường hợp bà Phạm Thị Sương, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Ninh Chiểu, khiếu nại cho rằng quyết định thu hồi đất và phê duyệt bồi thường không cùng ngày nên tính giá trị bồi thường không đúng quy định. Việc cưỡng chế của huyện Hòa Vang là trái pháp luật. Đặc biệt, theo bà Sương, bà bị thu hồi 626m2 đất, trong đó có 400m2 đất ở. Thành phố chỉ bố trí 2 lô đất tái định cư là không hợp lý. Bà yêu cầu phải được bố trí 4 lô đường 5m5. Sau khi xem xét, ra soát, trao đổi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan liên quan ra soát xử lý đơn khiếu nại của bà Sương trên tinh thần bảo đảm quyền lợi của người dân, nhưng phải đảm bảo theo mặt bằng chung của dự án, tương quan với các hộ khác trong cùng dự án. Nếu công dân không đồng ý kết quả giải quyết thì có thể tiếp tục khiếu nại theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý các cơ quan chức năng cần thực hiện chặt chẽ hơn về quy trình và thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất đền bù giải tỏa.